Các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình trong series video của mình. Thì ngày hôm nay mình vẫn sẽ tiếp tục làm những video thật là đẹp và tuyệt vời để gửi tặng đến các bạn. Và mình mong rằng các bạn vẫn luôn ủng hộ mình bằng những lượt like và lượt đăng ký kênh. Những cái việc nhỏ nhoi của các bạn đấy, nó lại là động lực để mình tiếp tục phát triển kênh YouTube của mình. Và mình rất cảm ơn các bạn. Bây giờ mà các bạn cùng theo dõi quá trình mình tạo ra video. Bây giờ mình sẽ tiếp tục tô màu nha các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình trong series video của mình. Thì ngày hôm nay mình vẫn sẽ
tiếp tục làm những video thật là đẹp và tuyệt vời để gửi tặng đến các bạn. Và mình mong rằng các bạn vẫn luôn ủng hộ mình bằng những lượt like và lượt đăng ký kênh. Những cái việc nhỏ nhoi của các bạn đấy, nó lại là động lực để mình tiếp tục phát triển kênh YouTube của mình. Và mình rất cảm ơn các bạn. Bây giờ mà các bạn theo dõi quá trình mình tạo ra video. Bây giờ mình sẽ tiếp tô màu nhé các bạn. Đi xe nào vào? Ông đi xe tao bóng từ buổi sáng. Đây. Mà đi xem cái chỗ từ buổi sáng. Xe tao bóng mà. Anh quyết 10 giờ về rồi. Mà đi xem cầu buổi sáng. Chứ 10 giờ cho đi vẽ, cho đi vẽ cho đây rồi đi rồi nhá mà. Chờ. Nhà sáng còn muốn rồi. Tại nghe đâu có cuộc video cho nghe nữa. Thằng ngu. Đây. Tai nghe đâu có một bên để tai nghe nữa. Cái gì? Có một bên tai nghe nữa. Mình cái này ta xem phim mà tao nghe nhạc rồi. Nghe nhạc đi. Tô màu xong không?